Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Vụ ông Tất Thành Cang duyệt bán đất giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai hô biến dự án từ hợp tác đầu tư thành sang nhượng. Quý vị thân mến, theo cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, hành vi vi phạm pháp luật trong phi vụ chuyển nhượng dự án khu dân cư ven sông diễn ra một cách lòng vòng cũng như trải qua thời gian khá dài. Cụ thể, tháng 5 năm 1999, công ty Tân Thuận được Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ven sông Tân Phong, phường Tân Phong, quận 7. Đến tháng 8 năm 2000, Ban Quản lý Khu Nam chấp thuận cho công ty Tân Thuận được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ven sông. Ngày 12 tháng 11 2001, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 7447 QĐ-UB giao đất cho công ty Tân Thuận để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư ven sông, khu đô thị mới Nam thành phố. Công ty Tân Thuận nhận đầu tư xây dựng khu diện tích 31.967m2, gọi là khu số 4. Năm 2008, công ty Tân Thuận ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 với công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án các cao ốc căn hộ, thương mại ven sông Tân Phong tại khu 4, khu dân cư ven sông. Tại đây, theo cơ quan an ninh điều tra, căn cứ theo quy định pháp luật vào thời điểm này, việc công ty Tân Thuận ký hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là không vi phạm pháp luật, bản chất vẫn là hợp đồng hợp tác đầu tư. Sau khi ký hợp đồng, dự án bị dừng triển khai theo văn bản số 129 ngày 14 tháng 2 2008 của Ban Quản lý Khu Nam bởi dự án có liên quan đến quy hoạch nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Đến năm 2012, công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% cổ phần góp vốn này cho công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh, công ty con. Rồi cuối năm 2015, công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh lại chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, gọi tắt là công ty Quốc Cường Gia Lai. Ngày 15 tháng 12, 2015, công ty Quốc Cường Gia Lai gửi văn bản đề nghị công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng tiếp cho công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp còn lại của công ty Tân Thuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh để công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án. Ngay sau khi nhận được văn bản của công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Trần Công Thiện, tổng giám đốc công ty Tân Thuận không lập biên bản theo như quy định, mà làm báo cáo và được ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch hội đồng thành viên công ty Tân Thuận thống nhất, cũng không lập biên bản việc chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp tại dự án khu cao ốc căn hộ thương mại ven sông Tân Phong là thuộc khu 4, khu dân cư ven sông cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Ngày 13 tháng 1, 2016, ông Trần Công Thiện ký hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá nhằm mục đích hợp tác đầu tư. Thế nhưng ngày 1 tháng 2, 2016, ông Thiện tổ chức họp hội đồng xây dựng giá, gồm ông Thiện là tổng giám đốc công ty Tân Thuận, Trần Tuấn Hải là phó tổng giám đốc, Nguyễn Xuân Tùng là phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp để xây dựng giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp với giá 19 triệu đồng một mét vuông. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận, tuy nhiên, hội đồng xây dựng giá đã sử dụng sai mục đích chứng thư. Mục đích chứng thư của công ty thẩm định giá là để hợp tác đầu tư, nhưng hội đồng xây dựng giá lại sử dụng là mục đích chuyển nhượng vốn góp và thực hiện không đúng quy định tại Điều 5, Điều 7, Quy chế xây dựng giá bất động sản kinh doanh, công ty dẫn đến giá chuyển nhượng 45% vốn góp không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, theo điểm C khoản 1, Điều 31 Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014. Với chức năng và nhiệm vụ là Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, ông Trần Công Thiện đã tự mình đề xuất giá và ngày 3 tháng 2, 2016, ông ta đã ký biên bản làm việc số 15 với Công ty Quốc Cường Gia Lai có nội dung thống nhất giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là 20 triệu đồng một mét vuông. Theo Hội đồng Giám định Tài sản vào thời điểm tháng 3, 2016 là 23,5 triệu đồng một mét vuông và tháng 12, 2019 xác định giá trị quyền sử dụng đất khu 4, khu dân cư ven sông là hơn 43,6 triệu đồng một mét vuông. Nghiêm trọng hơn, ngày 22 tháng 2, 2016, ông Nguyễn Văn Minh với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Tân Thuận đã ký văn bản số 538 để trình Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là chủ sở hữu vốn nhà nước của Công ty Tân Thuận đề nghị chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp. Cơ quan an ninh điều tra nhận định, với vai trò là chủ tịch hội đồng thành viên công ty,
ông Minh đã không kiểm tra quy trình xây dựng giá chuyển nhượng, dẫn đến việc giá chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, theo luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trải qua nhiều công đoạn về chuyển nhượng giá, vốn gốc của nhà nước tại công ty Tân Thuận, thì ngày 9 tháng 9, 2017, công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục có văn bản số 089 đề nghị được mua tiếp 10% vốn góp còn lại của công ty Tân Thuận. Cũng với chiêu cũ nêu trên, ông Trần Công Thiện vào ngày 11 tháng 9, 2017, tức sau có 2 ngày làm việc, ông này đã ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá, cũng với mục đích là hợp tác đầu tư nhưng với 10% vốn góp còn lại. Lần này công ty Tân Thuận ký biên bản với công ty Quốc Cường Gia Lai là sàn căn hộ, đơn giá hoán đổi là 23 triệu đồng một mét vuông. Thêm một lần nữa về sự kỳ lạ trong phi vụ này, đó là chỉ còn 10% vốn, bất chấp quy định tại luật doanh nghiệp mà chỉ còn có một mình ông Trần Công Thiện với chức vụ Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên công ty Tân Thuận. Theo quy định tại Điều 79 luật doanh nghiệp 2014, số lượng một người thành viên hội đồng là không đảm bảo theo quy định. Thế nhưng ông Trần Công Thiện vẫn ký tờ trình số 633 ngày 26 tháng 9, 2017 về chấp thuận chủ trương hoán đổi 10% vốn góp và lập thủ tục chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Ngay sau đó một ngày là ngày 27 tháng 9, 2017, ông Trần Công Thiện cũng một mình một ngựa ký văn bản số 624 gửi văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chấp thuận hoán đổi 10% vốn còn lại và lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Đối với dự án khu dân cư ven sông quận 7, người trực tiếp duyệt để sang nhượng từ công ty Tân Thuận vốn nhà nước sang công ty Quốc Cường Gia Lai chính là bị can Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đã bị PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận và đã bị tuyên phạt 6 năm tù cùng một số bị can khác sau khi nhận được các văn bản đề nghị từ công ty Tân Thuận về việc chuyển nhượng vốn góp. Phạm Văn Thông đại diện là chủ sở hữu vốn nhà nước đã ký các văn bản để dẫn đến công ty Tân Thuận tiến hành ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Quốc Cường Gia Lai. Như vậy, Thông đã cố ý không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của chủ sở hữu đã trực tiếp dẫn đến việc công ty Tân Thuận chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp với giá thấp, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, gây thất thoát vốn nhà nước. Cũng như Thông, Phan Thanh Tân, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong việc hoán đổi 10% vốn góp. Đây là vốn đầu tư, vốn ra ngoài doanh nghiệp, bị can biết việc này nhưng không kiểm tra giám sát việc hoán đổi, dẫn đến giá trị hoán đổi không đảm bảo ngang giá thị trường, gây thất thoát tài sản nhà nước. Theo điều tra, thời điểm khởi tố vụ án, dự án khu 4 khu dân cư ven sông đã được công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần diện tích 11.967,4m2 cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án tháng 12 năm 2019 là gây thất thoát cho nhà nước hơn 283,3 tỷ đồng, hiện chưa khắc phục được thiệt hại. Xây dựng và chỉnh đốn đảng, gốc có vững, cây mới bền. Kính thưa quý vị, tháng 10 năm 2021, trên cơ sở các quyết định quan trọng được Hội nghị Trung ương 4 thông qua, Ban biên tập đã yêu cầu Ban Thời sự, Chính trị xây dựng đề cương tuyên truyền, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Khi thảo luận, Ban biên tập gợi ý điểm nhấn cần đặc biệt lưu ý được Tổng Bí thư nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 là không phải ngẫu nhiên mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã bàn và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách giáo diết, quyết liệt, có hiệu quả. Từ những gợi ý quan trọng của Ban biên tập, lãnh đạo Ban Thời sự Chính trị, các phóng viên chính trị đã sớm bắt tay xây dựng đề cương loạt bài để nhìn lại bối cảnh và quá trình xây dựng triển khai các nghị quyết Trung ương 4 từ Đại hội 11 đến nay, trải qua nhiều lần góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện của Ban Thời sự Chính trị, Ban Bí thư, Ban Biên tập, đề cương loạt bài cũng chính thức được thông qua và bắt vào thực hiện. Nội dung loạt bài hướng đến và cũng là lý giải một phần nào đó về việc từ Đại hội 11-12 đến Đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đều chọn hội nghị lần thứ tư để bàn về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Việc này nhằm đảm bảo sự kế thừa qua mỗi nhiệm kỳ, đồng thời không ngừng phát triển những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, từ đó tạo ra sự thống nhất cao về ý chí, hành động, tránh sự dĩ hòa vi quý, nhụt chí khiến cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trùng xuống. Hơn nữa, lâu nay, trong xã hội vẫn cứ lo ngại về tình trạng, tư duy nhiệm kỳ. Trước khi Đại hội 13 diễn ra, đâu đó trong xã hội cũng đã đặt ra những câu hỏi. Liệu công tác xây dựng chỉnh đốn đảng vốn đã được thực hiện quyết liệt, bài bản trong hai nhiệm kỳ qua có được tiếp nối? Nhiệm kỳ tới, liệu lò có còn nóng hay là nguội lạnh và đâu lại vào đấy?
với các phóng viên nội chính lâu năm cũng như những chuyên gia bài học về quá trình thực hiện Trung ương 6 lần 2. Khóa 8 năm 1999 vẫn còn khá nhiều trăn trở. Năm 1999, Trung ương đã ban hành nghị quyết cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Ngay sau đó là một cuộc ra quân quyết liệt, rầm rộ được thực hiện với việc xử lý hàng loạt các vụ án, vụ việc, tạo niềm tin cho nhân dân. Nhưng chỉ một thời gian sau, công tác này đã đánh mất đi xu hướng để rồi tham nhũng tiêu cực trở thành giặc nội xâm, nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến niềm tin và uy tín của đảng. Các vụ án vụ việc như Vinasin, Vinalife không chỉ gây thất thoát rất lớn đến tiền và tài sản của nhà nước mà còn làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện loạt bài trên là tinh thần làm việc tập thể diễn ra một cách chủ động, nhạy bén, có trách nhiệm trước những vấn đề mang tính thời sự. Đặc biệt, ngoài phóng viên ban thời sự, chính trị tham gia vào thực hiện loạt bài này còn có phóng viên vùng miền, phóng viên ban pháp luật, ban thư ký tòa soạn. Điều đó giúp phát huy được thế mạnh trên các lĩnh vực theo dõi, hoạt động của các phóng viên, làm cho loạt bài trở nên sinh động, hấp dẫn và bám sát được những vấn đề thời sự nảy sinh hơn. Ví như bài viết quan chức ngã ngựa tâm phục khẩu phục của phóng viên mảng pháp luật đã thể hiện đầy đủ tâm trạng ăn năn hối lỗi của những quan chức một thời khi đứng trước vành móng ngựa. Đây là bài học đớn đau để những người quan chức khác đang hoạt động trong bộ máy nhìn lại và tránh xa trước những cám dỗ của đồng tiền, của vi phạm. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai loạt bài, ban thư ký tòa soạn cũng đã tăng thêm sự tương tác, sức nặng qua bài bình luận, trách nhiệm nêu gương. Bài học đắt giá của Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 12 cũng đã được phóng viên Nguyễn Thành thể hiện một cách có chiều sâu, không chỉ giúp Đà Nẵng vượt qua sóng gió mà còn để lại nhiều bài học cũng như kinh nghiệm quý giá cho các địa phương khác. Để tạo ra dấu ấn cho loạt bài này, có sự đóng góp không nhỏ của các chuyên gia đã tận tình cởi mở, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Như ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Sự tận tình của các chuyên gia chính là động lực để các phóng viên nỗ lực lao động, tạo ra những tác phẩm có giá trị phục vụ bạn đọc. Chủ tịch nước giải quyết ngay các điểm nghẽn về thiếu thuốc, vật tư y tế. Kính thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp xúc cử tri là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, giới văn nghệ sĩ. Hội nghị có sự tham dự của tất cả 30 đại biểu Quốc hội, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn và hơn 200 cử tri thuộc nhiều thành phần. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông tin: đây là lần đầu tiên một buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh có sự hiện diện của đầy đủ các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội. Sự kiện cũng có đông đảo nhà khoa học, trí thức đại diện cho các đơn vị từ trung ương đến thành phố tham dự. Chủ tịch nước bày tỏ: tôi mong muốn hội nghị được lắng nghe các ý kiến phản ánh với tinh thần dân chủ của đại diện các cấp, các ngành, các giới tới trung ương, Quốc hội, chính phủ và chủ tịch nước về các vấn đề đang được quan tâm. Giáo sư Trần Đông A, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân bày tỏ: thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao từ trung ương đến địa phương bị xử lý vì liên quan tới những sai phạm của công ty Việt Á. Sau vụ việc, người dân, dư luận hoan nghênh cách xử lý nhanh, quyết đoán của cơ quan chức năng và thêm tin tưởng vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm. Tuy nhiên, vị cử tri cho rằng vấn đề cần làm rõ là vụ việc đã tác động thế nào đến các bệnh viện, cơ sở y tế và người dân, bệnh nhân. Thực tế cho thấy nhiều bệnh viện, cơ sở y tế không dám mua thuốc, sinh phẩm xét nghiệm khi vụ việc xảy ra. Giáo sư Trần Đông A bày tỏ, hệ quả của vụ việc trên là người dân, bệnh nhân chịu nhiều thiệt thòi. Do đó, việc hoàn chỉnh các chính sách pháp luật về xã hội hóa ngành y, mua bán thuốc, vật tư y tế cần hoàn chỉnh sớm và cần bắt tay hành động ngay. Cử tri Huỳnh Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nêu vấn đề: thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao liên quan tới các vụ án tham nhũng tiêu cực. Thực trạng này đặt ra câu hỏi lớn cho công tác cán bộ. Cử tri nêu rõ, câu hỏi ở đây là vì sao họ biết sai phạm nhưng vẫn thực hiện và biện pháp gì để ngăn chặn hiệu quả các hành vi tương tự. Góp ý cho các đại biểu Quốc hội, ông Huỳnh Văn Minh cho rằng Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu ban hành những quy định mới về công tác cán bộ. Cụ thể, người được đề nghị bổ nhiệm chức vụ cao hơn cần được tổ chức hoặc cá nhân của đơn vị đó bảo lãnh, giám sát cả nhiệm kỳ. Mặt khác, các hình thức xử lý cần được tăng nặng để mang tính răn đe, đặc biệt là đối với những trường hợp cố ý làm trái pháp luật để trục lợi.